Chiến lược giao dịch ngày 31 tháng 5 năm 2023, như vậy đóng cửa phiên ngày 30 tháng 5 VN Index tăng hơn 3 điểm với thanh khoản sau khi trừ thỏa thuận là khoảng 13.500 tỷ. Phiên ngày hôm nay có những lúc VN Index đã về sát đến cái vùng hỗ trợ 1070 và đến cuối phiên dòng tiền mua lên mạnh khiến cho VN Index rút chân thành công, và như vậy chúng ta tính là một cái phiên kiểm tra thành công đến mức 1070 cùng với chỉ báo đo động lượng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực, sức mạnh chiều trung, sức mạnh VN30 mạnh dần, thì tôi nghĩ là cái khả năng VN Index lên vùng 1090 vẫn khá cao. Chỉ có điều là nếu mà chúng ta nhìn mua bán dòng nhà đầu tư nước ngoài thì ngày hôm nay họ lại bán dòng khoảng 500 tỷ trên giá đô. Nếu chúng ta trừ đi giao dịch thỏa thuận bán dòng 700 tỷ của Eximbank thì tưởng là mua dòng 200 tỷ, nhưng nếu lại trừ đi cái giao dịch thỏa thuận của FPT và VIX là khoảng mua 400 tỷ, thì thực chất là nếu mà tính giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư nước ngoài lại bán dòng 200 tỷ. Như vậy là với một cái trạng thái quay trở lại bán dòng trên sàn HO thông qua khớp lệnh như vậy, thì tôi nghĩ rằng là với cái việc đà của VN Index đi lên thì việc lựa chọn cổ phiếu để mà chúng ta tận dụng tối ưu hóa lợi nhuận chắc là chúng ta lại vẫn tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa. Đối với cả giao dịch trên thị trường phái sinh thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay chỉ số VN30 F1M cũng kiểm tra thành công ngưỡng hỗ trợ 1064, sau đó cuối phiên là cũng tạo một cái nền rút chân lên. Thế thì tôi nghĩ rằng với đà xung lực của chỉ số Stock RSI tích cực rồi là sức mạnh VN30 mạnh dần, thì sang phiên ngày mai chúng ta có thể canh mở đo quanh khu vực 1068, cắt lỗ sẽ để khu vực 1064 và chốt lời, tôi kỳ vọng nhịp này sẽ hướng đến cái vùng mục tiêu Fibo 0.382 vùng 1084.